Phú Yên giao địa phương làm chủ đầu tư tiểu dự án thành phần cao tốc Bắc Nam. Tỉnh Phú Yên giao các địa phương làm chủ đầu tư tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc dự án đường cao tốc Bắc Nam phía Đông. Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên vừa giao chủ đầu tư tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thành phần đoạn Quy Nhơn - Chí Thành thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn trên địa phận tỉnh Phú Yên cho Ủy ban Nhân dân thị xã Sông Cầu và Ủy ban Nhân dân huyện Tuy An. Chính quyền các địa phương này tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật phù hợp theo khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án thành phần đoạn Quy Nhơn - Chí Thành theo quyết định số 908 ngày 13 tháng 7 năm 2022 của Bộ Giao thông Vận tải. Dự án thành phần đoạn Quy Nhơn - Chí Thành có tổng chiều dài tuyến khoảng 61,7 km, bao gồm 5,1 km đoạn qua hầm Cù Mông, điểm đầu tại km 0+200, phường Nhân Hòa, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định, điểm cuối tại km 66+965,91 thuộc thị trấn Chí Thành, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Dự án này do Ban Quản lý Dự án 85 làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư 14.802 tỷ đồng. Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã bao gồm dự phòng đoạn qua tỉnh Phú Yên là 458 tỷ đồng.